Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái vòng đến từ thương hiệu của VVN Westwork. Mình đọc đại mọi người ha. Và cái bóc của nó cũng rất là dễ thương, nó giống như những cái phụ kiện khác, giống như là đồng hồ đó mọi người, mới mình làm đó. Bên trong sẽ có một cuốn sách nhỏ xíu à, và nó có một cái logo của VVN. Logo giống như là một trái đất và nó có hình cái thánh giá nha mọi người. Nó cũng sẽ có một cái dust bag rất là dễ thương mọi người ha. Và cái chất dust bag này giống như là cái của thằng Jack Mert mọi người. Ở bên trong thì mình sẽ có một cái vòng. Cái vòng này sẽ có nhiều loại lắm mọi người, nhiều phiên bản lắm. Phiên bản kiểu như là ngọc trai, rồi đính đá, không đính đá. Và có thêm một cái móc đó mọi người. Đó, cái móc đó đó. Cái móc đó là gọi là móc kim băng vậy đó mọi người. Và những cái này thì nó làm họa tiết thì cũng rất là đẹp và rất là chi tiết mọi người ha. Cả cả những cái em ngọc trai luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý là những cái em này nó sẽ làm rất là dởm mọi người. Kiểu như là nó có thù với lại những ai mà có mồ hôi muối mọi người. Khi các bạn xài một thời gian sau nó sẽ bị ten rất là xấu và rất là ghê. Cái này thì mình nghĩ là chỉ để đeo cho đẹp thôi. Còn nếu mà các bạn muốn nó bền là các bạn không nha. Tuyệt đối các bạn không nên mang cái này nếu mà các bạn nghĩ nó bền nha. Mình thì mình có bán nó, nhưng mà nếu mà các bạn thích thì các bạn mua với một cái tư tưởng là mang để cho đẹp thôi. Còn các bạn mà mang mà nó bị ten bị gì đó thì đó là mình đã nói trước với các bạn rồi. Mình còn rất là nhiều vòng choker nè, dây chuyền nè, và cả bông tai nè, rất là nhiều mẫu, nhiều màu luôn mọi người. Và đây mình sẽ hy sinh cái bàn tay ngọc ngà của mình sẽ mang thử cho các bạn xem nè. Đó, nói chung mà tay nam mà các bạn mang không vừa nha mọi người. Nữ thì các bạn mang vừa đó, còn nam như tay to như mình, tay trâu của mình á, thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ bị sát luôn mọi người, là nó sẽ không đẹp. Cái này các bạn nữ nào mà mang, các bạn mang cho nó tuột lên tuột xuống thì nó mới đẹp nha mọi người. Và những ai kỹ thì nhớ đó, lưu ý cho mình, cái này mang chỉ cho đẹp và không có bền giống như là các bạn nghĩ đâu nha. Hàng Âu thì Âu nhưng mà nó vẫn kiểu như là không có bền đâu. Mình thấy nó làm chất lượng rất là tệ mọi người. Nhưng mà thích thì cứ để cho mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye, chào mọi người nha.